Bình thường chúng ta biết đến hamburger như là một loại fast food chứa nhiều đường, chất béo và một lượng calorie siêu khổng lồ. Vậy thì hôm nay hãy cùng Hà làm một chiếc hamburger healthy dành cho các bạn eat clean nhé. Công thức vỏ bánh mình đã để ở trên video các bạn tham khảo nha. Hôm trước mình rất là bất ngờ vì có bạn hỏi bột mì nguyên cám là bột gì. Bột mì nguyên cám khác với bột mì trắng ở chỗ nó được xay hoặc nghiền nát toàn bộ hạt lúa mì, bao gồm cả phần cám và phần nội nhũ. Chính vì thế mà nó giữ lại được nhiều chất xơ, khoáng chất và vitamin hơn. Cái khúc này là mình nạc ướp gia vị này. Phần thịt bò thì mình chỉ lấy phần nạc thôi nhé. Mình ướp vào đây gia vị không calo và một chút xíu bột tỏi cho thơm, xịt một chút xíu dầu không calo, sau đó thì áp chảo nhá. Không có một chất béo nào không calo. Lý do nó được gọi là dầu ăn không calo thì các bạn xem lại video review gia vị ăn kiêng của mình nhé. Bột mì sau khi ủ lần một thì mình sẽ lấy ra nhồi cho nó sẽ bớt bọt khí, sau đó ủ lần hai, rắc thêm xíu mè cho nó giống hamburger này. Hôm nay thì mình sẽ thử cả hai cách nướng bằng nồi chiên không dầu và lò nướng nhá. Và kết quả thì mình thấy nó khá là tương đương nhau á. À mọi người nhớ phết một chút xíu lòng đỏ trứng gà màu cho xinh nhá. Eatling có được ăn phô mai không? Đương nhiên là có rồi. Từ chất béo, đạm hay là tinh bột các bạn đừng có bỏ qua một nhóm chất nào nhá. Nhà mình đang sẵn có cái phô mai này này. Thực ra cái này là vỏ bánh tortilla của mấy bạn keto á, nhưng mà mình không có ăn keto nên là mình cắt ra để làm phần cheese cho hamburger. Bạn nào mà bị dị ứng lactose thì yên tâm nha, cái phô mai này không có lactose. Lạ nhở, cái lát phô mai này có 180 calo. Mình cắt ra làm 4 phần nhưng mà cắt hình vuông nên là bỏ phần dìa. Một chiếc bánh hamburger mini nhỏ như thế này chỉ có 167 calo, carb là 13g, fat là 5,7g và protein là 16g nhá. Nếu các bạn đang thèm hamburger thì còn chần chừ gì mà không làm thử phiên bản eat clean. Còn bây giờ thì bye bye.